Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, khi Vĩnh Hằng kiếm chủ toàn lực chém ra một cổ kiếm thế cực kỳ bá đạo về phía Quy Hồng Thiên Tôn, nhưng mà còn chưa đánh tới đối phương, thì cổ kiếm thế này đã đâm vào không khí trực tiếp tan biến, mà Quy Hồng Thiên Tôn cũng biến mất theo. Một màn phát sinh quái lạ này làm cho đám võ giả không khỏi ngơ ngác. Trong khi cả đám còn chưa hiểu chuyện gì vừa phát sinh, thì liền thấy đồng tử của Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên co ruột lại, trực tiếp xoay người chém ra một kiếm nữa. Ngay khi một kiếm này vừa chém ra, liền thấy một đạo kiếm quang khác từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế ác liệt bá đạo, như muốn đem mảnh thiên địa này xé rách ra vậy. nhưng mà một kiếm này vẫn chém vào khoảng không. mà lúc này, vĩnh thằng kiếm chủ đột nhiên điên cuồng lùi lại. trong quá trình lui lại, kiếm quan quanh thân hắn từng chút một tiêu tán. nhìn thấy một màn này, sắc mặt cơ như nguyệt trở nên khó coi. lúc này, thanh âm của huyết hà thánh tổ lại vang lên trong đầu nàng. vĩnh thằng kiếm chủ đã bị áp chế rồi. lúc này, vĩnh thằng kiếm chủ đột nhiên quát lớn một tiếng. thanh kiếm sắc trong thân thể kia dung hợp cùng bảo khí trong tay, sau một khắc trên người hắn tản mát ra một cổ kiếm đạo chi lực đáng sợ mãnh liệt chém tới trước mặt kiếm rơi xuống toàn bộ hư không trực tiếp đen kịt một mảnh phản phất như trời sập một tiếng oanh minh kinh thiên đột nhiên từ đằng xa vang lên lúc này một bóng người xuất hiện ở giữa sân chính là quy hồng thiên tôn quy hồng thiên tôn nhìn vĩnh hằng kiếm chủ thần sắc nghiêm nghị nói ngươi lại có thể phá vỡ chướng ngại của ta đây là lực lượng gì bất kể là lực lượng gì đủ để trấn áp ngươi vĩnh hằng kiếm chủ lạnh lùng nói kiếm khí trong cơ thể nổ vang hắn nhìn quy hồng thiên tôn tiếp tục thanh âm vừa rơi xuống hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ xa xa khóe miệng quy hồng thiên tôn nổi lên nụ cười khinh thường hắn bước lên trước một bước trong thân thể ngưng tụ từng luồng hào quang là thần thông đặc thù của thiên nhân tộc bọn họ cổ lực lượng này nhanh chóng dung nhập vào tay phải của hắn phía trên tay phải của hắn từng đào đụng giáp hiển hiện bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía trước hai cổ lực lượng va chạm lập tức cuốn lên tiếng nổ vang động trời toàn bộ hư không sôi trào lên sau đó từng chút từng chút một mai một quy hồng thiên tôn và vĩnh hằng kiếm chủ đồng thời rút lui kiếm quan trong cơ thể vĩnh hằng kiếm chủ rung động không ngừng hư hóa có loại cảm giác muốn vỡ nát nhưng rất nhanh liền ngưng thực lại mà quy hồng thiên tôn thì phù một tiếng phun ra máu tươi hắn bị thương quy hồng thiên tôn lau máu tươi trên khóe miệng hắn nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng kiếm chủ ánh mắt lạnh lẽo không ngờ ngươi lại khiến ta bị thương một kiếm kia hắn oanh bạo nhưng kiếm thế đáng sợ nhập thể vẫn làm hắn bị thương may mà tu vi của vĩnh hằng kiếm chủ không cao nếu là tu vi tương đương hắn sợ là một kiếm này đủ để làm cho hắn trọng thương thậm chí vẫn là vĩnh hằng kiếm chủ cầm lợi kiếm trong tay lạnh lùng nói tổn thương ngươi thì sao không tuân theo quy củ tự tiện xông vào thiên giới ta liền giết ngươi thì như thế nào ha ha chỉ dựa vào ngươi quy hồng thiên tôn hiếp mắt cười lạnh ngay sau đó hắn quay đầu lại chư vị còn chờ gì nữa cùng động thủ đi người của thiên nhân tộc theo ta ra tay người hôm nay không ra tay không có tư cách tiến vào thiên giới dứt lời quy hồng thiên tôn lập tức động thân hình hắn nhắn một cái trực tiếp giết về phía vĩnh hằng kiếm chủ xa xa cơ như nguyệt và cơ vô tuyết lập tức biến sắc quy hồng thiên tôn của thiên nhân tộc này thủ đoạn thật hèn hạ đầu tiên là đơn đấu đánh không lại liền như ông vỡ tổ lao tới mà quy hồng thiên tôn vừa lên các cao thủ khác ở phía xa lập tức nhao nhao xuất thủ thánh miếu các thế lực ai chẳng muốn nhận một chén canh ngăn bọn họ lại cơ vô tuyết và cơ như nguyệt liếc mắt nhìn nhau cùng hành động hai người cường thế giết ra muốn ngăn trở tất cả mọi người ở đây thế nhưng phía trước mênh mông cuồn cuộn cường giả quá nhiều ha 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 trần đế các này còn muốn ngăn cản chúng ta nếu chấp mê bất ngộ trảm thánh ngôn phó giáo chủ hét lớn khí thế kiêu ngạo hắn xông lên trước nhất sát khí đằng đằng hướng về cơ vô tuyết đánh tới hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này đoạt lại thánh ngôn chi thư của mình cơ vô tuyết và cơ như nguyệt thế vậy thì không khỏi biến sắc thế nhưng hai người vẫn không lùi chút nào ngay lúc hai người định ra tay thì một thanh âm đột nhiên vang lên ha 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 chủ mẫu để thuộc hạ ra tay đi theo thanh âm vang lên từ trong tay cơ vô tuyết một đạo huyết quang đáng sợ quét ra huyết quang hóa thành huyết hà đáng sợ tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ cả vùng hư không này lại đây là cái gì sắc mặt đám người thánh ngôn phó giáo chủ đại biến phẫn nộ quát một tiếng lúc này một quyền đấm ra dòng máu này trong nháy mắt bị đánh đến tản ra thế nhưng dòng sông máu tản ra tiếp tục tràn ngập như là màn trời bao phủ lại toàn bộ hư không bao gồm cả quy hồng thiên tôn của thiên nhân tộc cũng giống vậy bị dòng máu này bao phủ trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn cường giả không người nào không bị huyết hà bao phủ quy hồng thiên tôn nhíu mày bất chấp xuất thủ với vĩnh hằng kiếm chủ đột nhiên đánh một quyền lên trên huyết hà ầm một tiếng huyết hà khuế động rồi trào mãnh liệt nhưng lại không lùi chút nào lực lượng huyết hà cùng cuộn kia tràn ngập mà đến triệt để bao phủ lại quy hồng thiên tôn thời khắc này quy hồng thiên tôn có cảm giác bị vây khốn hoàn toàn hắn phóng lên tận trời muốn lao ra khỏi vùng huyết hà này thế nhưng mặc kệ hắn chớp động như thế nào đều không thể thoát ra ngoài giống như đã bị vây khốn hoàn toàn hắn biến sắc trong lòng kinh hãi ha ha chư vị đừng lãng phí thời gian ở trong lĩnh vực của bản huyết tổ các ngươi đừng nghĩ thoát khốn một bóng người màu máu hiện lên nạo đứng ở phía chân trời giống như một vị thiên thần nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người hít vào hơi khí lạnh vì năng ngày thực sự đáng sợ, mặc dù huyết ảnh trước mắt này không thể nhìn ra mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng khí tức chấn nhiếp kia cho dù là thiên tôn đỉnh phong cũng phải hít một hơi lạnh, linh hồn rung động. Đây là người nào? Hừ, không thoát ra được sao? Quy Hồng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hét lớn, thiên nhân vĩnh cách. Tức khắc, thân thể của hắn liền trở nên hư ảo, phản phất như tiếng vào một vùng hư không khác, muốn rời khỏi phạm vi bao phủ của huyết hà. Nực cười, cái gì mà thiên nhân vĩnh cách? Huyết hà thánh tổ cười lạnh một tiếng, huyết hà nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc, phịch một tiếng không gian hư vô vỡ vụn như thủy tinh một bóng người từ đó ngã xuống là quy hồng thiên tôn không có khả năng sắc mặt quy hồng thiên tôn tái nhật gầm lên không có gì không thể trong lĩnh vực của bản tổ một thiên tôn đỉnh phong nha nhỏ như ngươi cũng muốn ra oai cút về đi tức khắc một cơn sóng máu oanh kích lên người quy hồng thiên tôn lập tức đánh hắn bay ra ngoài khí huyết trong cơ thể phun trào căn bản không thể khống chế được phù phù phun ra máu tươi một màn này khiến mọi người biến sắc mạnh như quy hồng thiên tôn không ngờ lại bị mục chiêu của đối phương đánh cho hộc máu huyết tổ này rốt cuộc là cái quỷ gì vĩnh hằng kiếm chủ rốt cuộc gia hỏa này là ai vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua chẳng lẽ là người của ma tộc chẳng lẽ trần đế các các ngươi liên hợp với ma tộc thánh ngôn phó giáo chủ gầm lên ánh mắt lóe lên đây là muốn chụp mũ bọn cơ vô tuyết bản tổ là tổ tiên vô thượng huyết tổ của cổ tộc cái gì mà ma tộc không phải ma tộc ma tộc dám tới đây lão tử giết chết hắn về phần ngươi lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt chết đi huyết hà thánh tổ quát lạnh một tiếng huyết hà vô biên trong nháy mắt bao trùm thánh ngôn phó giáo chủ phó giáo chủ thánh ngôn hét thảm một tiếng ánh mắt hắn ta sợ hãi trơ mắt nhìn huyết dịch trong cơ thể mình phun ra trong nháy mắt sụp đổ hồn phi phách tán ngươi ngươi đã giết thánh ngôn phó giáo chủ của thánh miếu tùy ý giết người ngươi không sợ bị nhân tộc trách phạt sao rất nhiều người hít một hơi khí lạnh còn ngươi trừng tròn xoe một thiên tôn hậu kỳ cứ thế bị giết chết hơn nữa còn là cường giả của thánh miếu chuyện này đúng là không dám tưởng tượng người của trần đế các này động một chút là giết người căn bản hoàn toàn không để hội nghị nhân tộc và chấp pháp đội vào trong mắt trách phạt sao Ha ha ha, bản tổ muốn giết người thì giết người, còn sợ trách phạt? Huyết Hà Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo ước pháp của Trần Đế các ta, thì có thể tiến vào thiên giới. Nếu như vi phạm, chết. Lập tức toàn trường yên tĩnh. Hiện tại cảnh tượng này không có chí tôn, sợ là không giải quyết được. Chỉ là hiện tại sinh tử của bọn họ đều ở trong tay đối phương, chờ được tới chí tôn sao? Chúng ta đồng ý. Rốt cuộc có người hô lớn. Chúng ta cũng nguyện ý. Có một người thỏa hiệp, những người khác cũng dồn dập nói đồng ý sớm không phải là tốt sao huyết hà thánh tổ biểu môi có ai không đồng ý không đồng ý thì sớm nói nếu không tiến vào thiên giới không có cơ hội thương lượng tốt như vậy ai vi phạm người đó sẽ chết ánh mắt huyết hà thánh tổ nhìn chằm chằm vào mỗi người mọi người nhao nhao lắc đầu cuối cùng ánh mắt huyết hà thánh tổ dừng lại trên người quy hồng thiên tôn tiểu tử còn ngươi nếu ngươi không đồng ý bây giờ bản tổ sẽ giết ngươi ngay sắc mặt quy hồng thiên tôn xanh mét cắn răng rất lâu sau rốt cuộc trầm giọng nói ta đồng ý hắn cũng sợ sợ chết ở đây đối phương bá đạo như vậy căn bản không để ý bối cảnh của hắn vậy là tốt rồi huyết hà vô biên tán đi một lần nữa rơi vào tay cơ như nguyệt biến thành một vòng tay bằng máu chủ mẫu những người này đều đồng ý đi về thiên giới ai vi phạm liền giao cho thuộc hạ thuộc hạ vừa vặn mức tinh huyết cùng bản nguyên của hắn tu bổ thiên giới một chút thuận tiện tăng lên thực lực của chính mình huyết hà thánh tổ chép miệng nói đại nhân có cao thủ thiên nhân tộc tới gần trầm giọng nói ánh mắt quy hồng thiên tôn lóe lên nói trước tiên tiến vào thiên giới quay đầu lại nhìn hừ hắn cường đại như vậy cực kỳ có thể là cường giả cấp chí tôn cấp chí tôn căn bản không thể tiến vào thiên giới chỉ cần ở trong thiên giới chẳng lẽ chúng ta còn sợ những người kia của trần đế các sao đang nói liền nhìn thấy đám người cơ như nguyệt và vĩnh hằng kiếm chủ trực tiếp lui về tới thiên giới quy hồng thiên tôn lập tức há hốc miệng trong lòng không thể tin nổi cái này sao có thể tên kia sao có thể đi vào thiên giới lại không bị thiên giới bài xích chẳng lẽ hắn không phải là chí tôn nhưng mà nếu đối phương không phải là chí tôn cổ uy áp khủng bố kia từ đâu mà có hơn nữa làm sao có thể dễ dàng đánh bại mình quy hồng thiên tôn không thể tin những cường giả khác cũng nhìn thấy cảnh này vốn dĩ bọn họ còn ôn tâm tư giống như quy hồng thiên tôn từng người lập tức trợn tròn mắt xem ra nếu mình không muốn chết thật phải tuân thủ ước pháp của trần đế các kia mà cùng thời gian này ở trong hư không vô tận thần công chí tôn mang theo từng trần bay vút đi tiến về hội nghị nhân tộc trong tàn bảo điện từng trần nắm lấy tất cả cơ hội đang tăng cường bản thân hắn ngồi xếp bằng ở trong tinh không khô quạnh của tàn bảo điện hai tay đặt ở trên đầu gối hai mắt khép hờ cả người tựa như lão tăng nhập định kiếm tổ trồng vào trong đầu hắn một đạo kiếm thế đạo kiếm thế này đáng sợ đủ để trảm thần sát ma hắn chỉ cần hoàn toàn nắm giữ nó tất nhiên có thể khiến thực lực của mình đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất cảm giác của hắn quanh quẩn trên kiếm thế kia trong nháy mắt các loại kiếm ý lóe lên lập tức đã có rất nhiều cảm ngộ lợi hại không hổ là lão tổ thông thiên kiếm cát chỉ tiếp là xúc với một đạo kiếm thế này từng trần liền cảm nhận được kiếm đạo minh mông vô biên phản phất như mở ra cho hắn một thế giới mới không chỉ là lực lượng trong kiếm thế này còn ẩn chứa rất nhiều đạo lý kiếm niệm và ý nghĩa của thông thiên kiếm cát không thể không nói kiếm tổ quả thật không đơn giản đúng lúc này ở bên ngoài ngoại giới đột nhiên truyền đến chấn động ngay sau đó là giọng nói của thần công chí tôn truyền vào trong đồ tần trần đến rồi tần trần nghe vậy thì từ trong tàn bảo điện lập tức xuất hiện ở ngoại giới hắn nhìn về chân trời phía xa nơi đây là một khu vực hư vô đầu đầu cũng có khí tức quạnh hiu giống như đã bỏ rơi rất lâu không nhìn ra đặc biệt gì nếu như bình thường đi qua sợ là căn bản sẽ không để ý tới mảnh thiên địa này nơi này chính là chỗ hội nghị nhân tộc sao tần trần kinh ngạc nói ha ha nơi này chỉ là một cửa vào mà thôi hội nghị nhân tộc cũng không phải ở đây thế nhưng lại ở chỗ sâu trong một vùng hư không này đi theo ta đi thần công chí tôn cất bước đi ra cả người mang theo từng trần đi về phía trước nhất thời một cổ lực lượng vô hình bao phủ lại từng trần từng trần lập tức cảm giác được thời không của một mảnh thiên địa này đang chuyển đổi hư không trước mắt không ngừng giao thoa thần thức của từng trần lan tràn ra ngoài chung quanh truyền đến lực xoắn đáng sợ lập tức thần thức của từng trần trực tiếp bị xoắn thành phấn bất quá thần thức của từng trần cũng cảm thấy được hình như mình đang tiến vào một chỗ tương tự với ám vũ trụ cũng giống như ám vũ trụ nhưng cũng không phải là ám vũ trụ sau một khắc trước mắt từng trần đột nhiên sáng ngời một cung điện phong cách cổ xưa trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn không đúng nơi này thậm chí không thể xem là cung điện mà là một mảnh đại lục lơ lửng ở chỗ sâu trong vũ trụ này tản mắt ra khí tức to lớn nơi này chẳng lẽ chính là chỗ hội nghị nhân tộc từng trần hít một hơi lạnh không sai nơi này chính là hội nghị nhân tộc nhìn thấy tòa cung điện kia không đó là hội nghị nhân tộc chân chính xưng là cung điện nhân minh rất nhiều nghị luận trọng đại trong liên minh nhân tộc chúng ta đều phát ra ở đây thần công chí tôn cười vừa nói vừa mang theo tần trần đi về đại điện phía trước người đến dừng bước đột nhiên khi thần công chí tôn mang theo từng trần đi tới trên đất liền chỗ đại điện mông lung từng tên cường giả tỏa ra khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao vây đến mấy tên cường giả này vừa nhìn đã biết giống như là hộ vệ thế nhưng trên người phát ra khí tức mỗi người đều là cấp bậc thiên tôn ngay cả hộ vệ cũng là thiên tôn chuyện này liên minh nhân tộc mạnh như vậy sao tần trần nhíu mày tựa hồ biết nghi hoặc trong lòng tần trần thần công chí tôn lập tức nở nụ cười đám người này xem như là hộ vệ nhưng thật ra là đến từ một ít đỉnh cấp thế lực quy củ của nhân minh thành chính là phái cường giả các thế lực lớn của liên minh nhân tộc đến đây đảm nhiệm hộ vệ mỗi thế lực thay phiên chạy tới đây là một truyền thống ví dụ như phó điện chủ thiên công tác ta kỳ thật cũng sẽ tới đây đảm nhiệm hộ vệ bất quá trước mắt còn chưa đến phiên mà thôi hơn nữa những gia hỏa này không chỉ đến từ thế lực nhân tộc còn có không ít chủng tộc khác đến từ liên minh nhân tộc thần công chí tôn lại nói từng trần gật đầu hắn cũng nhìn ra trong đội hộ vệ này không chỉ có nhân tộc còn có các chủng tộc khác ví dụ như yêu tộc còn có cả dực nhân tộc mà nhìn thấy từng trần cùng thần công chí tôn bị bọn họ ngăn lại rõ ràng không có nửa điểm khẩn trương ngược lại là ở một bên bình phẩm làm cho sắc mặt đội hộ vệ này lập tức có chút khó coi hai vị đến nhân minh thành có mục đích gì có mệnh lệnh không trong đó một vị hộ vệ đi đầu lạnh lùng nói ánh mắt hắn ưng vọt nhìn chằm chằm từng trần và thần công chí tôn từng trần nhíu mày đột nhiên nhìn người nói chuyện không vui nói ta và điện chủ đại nhân nói chuyện ngươi xem vào cái gì mấy tên hộ vệ đều ngạc nhiên nói cái gì vậy lời này cũng quá kiêu ngạo đi thủ lĩnh hộ vệ kia sắc mặt khó coi nhớ mày đây là thành nhân minh chúng ta là hộ vệ thành nhân minh Tần trần thẳng nhiên nói ta biết rồi các ngươi không cần nhấn mạnh thân phận hộ vệ của các ngươi dù sao ta cũng không cảm thấy các ngươi là chủ nhân của nơi này hộ vệ đồ lĩnh kia nghe Tần trần nói vậy thì sắp tức điên lên rồi phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần trần con mắt xám ngắt vô cùng buồn bực ta nói nơi này là nhân minh thành thủ lĩnh hộ vệ này nói từng chữ một nhấn mạnh lại Tần trần ngoáy ngoáy lỗ tai của mình thẳng nhiên nói ta không phải người điếc vừa rồi đã nghe được không cần thiết nhấn mạnh hai lần nơi này là thành nhân minh ta là võ giả nhân tộc vị này chính là điện chủ của thiên công tác cũng là cường giả của liên minh nhân tộc cho nên đến đây không phải rất bình thường sao người nhấn mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi là người ma tộc hộ vệ đồ lĩnh kia lập tức bị nghẹn cũng không biết nên nói như thế nào hồi lâu hắn hít sâu một hơi chắp tay với thần công chí tôn nói nguyên lai là thần công điện chủ của thiên công tác các hạ là thành viên của nhân minh thành tới đây tự nhiên là bình thường bất quá vị này là ai một thiên tôn sơ kỳ cũng dám tùy ý tiến vào nhân minh thành xin hỏi điện chủ thần công có thông báo hội nghị của nhân tộc không nếu như không có sợ là không ổn Ngươi kiêu ngạo như vậy làm sao biết ta không thông báo từng từng đột nhiên nói hộ vệ thủ lĩnh kia lại sửng sốt câu mày nói chẳng lẽ ngươi có đúng là không có từng từng lại nói hộ vệ đồ lĩnh kia nhất thời không nói gì trong mắt hắn hiện lên một tia hàng quang lớn tiếng quát thật to gan các hạ đây là đang trêu đùa ta sao không có hội nghị nhân tộc phê chuẩn tự tiện tiến vào nhân minh thành nên tội gì hắn vừa nói xong một đám hộ vệ thiên tôn chung quanh lập tức tiến lên bao vây lấy từng trần từng trần nhìn về phía thần công chí tôn hỏi điện chủ đại nhân chuyện như vậy thường xuyên phát sinh ở nhân minh thành sao thần công chí tôn lắc đầu không rất ít khi xảy ra ít nhất là lần đầu tiên ta nhìn thấy từng trần nở nụ cười vậy thì thú vị rồi hắn quay đầu nhìn về phía hộ vệ bốn phía cười nhạt nói chư vị tất cả mọi người đều là liên minh nhân tộc sao phải như vậy hộ vệ đồ lĩnh phất tay áo lên trong mắt lóe lên một tia khinh thường ai và ngươi đều là liên minh nhân tộc từng trần đột nhiên hỏi đệ tử thiên công không phải liên minh nhân tộc đó là cái gì chẳng lẽ là chủng tộc khác sao nghe vậy hộ vệ đồ lĩnh kia cứng đờ tần trần rất nghiêm túc nói bằng hữu ý nghĩa này của ngươi rất nguy hiểm vậy mà không thừa nhận thiên công tác là liên minh nhân tộc chẳng lẽ là muốn đẩy thiên công tác vào thế lực khác sao sắc mặt hộ vệ đồ lĩnh biến ảo mấy lần đột nhiên hừ lạnh nói thiên công tác đương nhiên là thế lực nhân tộc ta nhưng các hạ la lịch không rõ chưa từng thông báo ai biết có phải gian tế ma tộc đến nhân minh thành tìm hiểu tình báo hay không ta lại nghe nói trong thiên công tác khắp nơi đều là gian tế ma tộc đều sắp thành hang ổ của ma tộc rồi từng trần nở nụ cười ồ sao các hạ lại hiểu rõ gian tế ma tộc nhiều như vậy chẳng lẽ có liên hệ gì với ma tộc sắc mặt hộ vệ đồ lĩnh khó coi hư lạnh nói thần công điện chủ chẳng lẽ người của thiên công tác chỉ biết mùng mép sao nói xong hắn tiến lên một bước quát lạnh thần công điện chủ ngươi là thành viên của nhân minh thành ta có thể tiến vào trong nhân minh thành nhưng người này lại chưa từng đăng ký qua liên minh nhân tộc đương nhiên chúng ta kỳ thực là vạn phần tin tưởng thần công điện chủ tin tưởng thiên công tác bất quá bởi vì quy củ người này muốn tiến vào nhân minh thành trước tiên phải phong bế tu vi hơn nữa do chúng ta áp giải tiến vào mong thần công điện chủ có thể hiểu được hắn vừa dứt lời từng trần liền nói xin lỗi ta không hiểu thủ lĩnh hộ vệ hít sâu một hơi lạnh giọng nói tiểu tử ngươi đây là muốn ngổ nghịch ý chí của nhân minh thành sao nếu còn không phối hợp ta lập tức bắt ngươi lại chỉ bằng ngươi từng trần cười nhạo một tiếng đám người các ngươi cùng tiến lên cũng không đủ nhìn có tin ngươi dám động một cái bản thiếu trực tiếp đánh cho ngươi tàn phế ha 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 hộ vệ kia ngửa mặt lên trời cười to sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn tần trần tiểu tử ngươi có biết nơi này là nơi nào không đánh ta tàn phế có gan ngươi cứ làm ta tàn phế xem một chút đến đi ta ngay ở chỗ này ngươi dám động thủ không đến ra tay đi thế nhưng hắn còn chưa dứt lời thì từng trần đột nhiên đã biến mất tại chỗ sau một khắc từng trần đột nhiên xuất hiện trước mặt người nọ một quyền như thiểm điện đánh lên người hộ vệ kia nhanh đến mức đối phương thậm chí còn không kịp phản ứng chỉ là trong tròng mắt có một bóng đen lóe lên mọi người còn chưa kịp phản ứng liền thấy hộ vệ kia đã bị từng trần đánh bay ra ngoài trong mắt hắn trợn tròn toát ra thân sắc khó tin thân thể giữa không trung đang dần tan rã hắn kinh sợ mở miệng còn chưa dứt lời cả người đã vỡ nát ra nhục thân nổ tung quy tắc sụp đổ tạo thành phong bạo đáng sợ một bóng người hư ảo hoảng sợ từ trong phong bạo bay ra chính là linh hồn của hộ vệ kia thiên địa dũng động thân thể thiên tôn hộ vệ băng diệt tăng nguyên tiêu tán khí tức hình thành trong nháy mắt dẫn tới vũ trụ chấn động lực lượng vô hình hư không phiêu dịch trong vũ trụ mọi người trong sân trực tiếp ngơ ngác một ít hộ vệ khác nhìn ánh mắt của tần trần lập tức nhiều hơn kiên kỵ mà giờ khác này hộ vệ đồ lĩnh kia kinh sợ nhìn tần trần quát chói tai tần trần người dám động thủ với ta ta còn chưa tự giới thiệu ngươi lại biết tên ta tần trần kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi không biết trước bất quá ngươi không tính được ta thật sự sẽ động thủ sao khí tức linh hồn kia run run tức giận đến run rẩy hắn đương nhiên biết tên tần trần thậm chí lần này hắn đến tìm chuyện cũng là có người an bài nếu không vô duyên vô cớ sao lại nhằm vào tần trần tần trần mỉm cười nhìn đối phương ta là người rất nghiêm túc nói đánh cho ngươi tàn phế thì nhất định sẽ làm ngươi tàn phế hơn nữa ta là người cũng rất nhiệt tình ngươi để cho ta động thủ ta nhất định sẽ động thủ nếu không ngươi nói thêm nữa ta có dám giết chết ngươi hay không xem ta có dám ngay cả linh hồn của ngươi đều bị tiêu diệt hay không trên người từng trần tỏa ra khí tức đáng sợ trong nháy mắt khóa chặt linh hồn người này lập tức trong mắt người này tràn đầy vẻ hoảng sợ linh hồn đang run lẩy bẩy có một loại ảo giác muốn trực diện chết chóc giống như sau một khắc hắn sẽ rơi vào luyện ngục vô tận việc để bỏ mình thật ra lúc trước hắn đã chuẩn bị tốt cho việc từng trần động thủ nhưng trong nháy mắt khi từng trần xuất thủ hắn vẫn không thể phòng bị được hắn không hề đỡ lấy một quyền cho nên hiện tại hắn căn bản không dám nói chuyện bởi vì hắn sợ sợ Tần Trần thực sự một quyền đem linh hồn của hắn đánh nổ tung vậy thì xong đời lúc này một hộ vệ bên cạnh đột nhiên nói Tần Trần ngươi ra tay cũng quá tuyệt đi Tần Trần nhìn về phía hộ vệ kia có chút nghi hoặc là hắn bảo ta đánh các ngươi đều nghe thấy rồi chứ là hắn yêu cầu ta đánh Tần Trần nghiêm túc nói ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người cầu ta đánh hắn thực sự thật đê tiện trên đời này sao lại có người ti tiện như vậy chẳng lẽ hộ vệ nhân Minh Thành các ngươi đều ti tiện như vậy sao Tần Trần đột nhiên nhìn về phía hộ vệ Thiên Tôn kia có phải ngươi cũng muốn ta đánh ngươi không nghe vậy sắc mặt hộ vệ kia lập tức biến đổi đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha